Thực sự thì có rất là nhiều cái mà mình có thể học hỏi được, và không chỉ là một phần mà mình ấn tượng. Nhưng nếu mà tổng quan thì mình thấy là nhận định hai chữ là vừa có cái tính về vĩ mô và vừa có tính thực chiến. Đặc biệt mình rất là yêu thích cái phần chia sẻ về các bất động sản, về thuê, rồi lại xây, rồi lại cho thuê hoặc là bán, hoặc là mua đất lên xây cho thuê, hoặc là mua đất xây cho thuê và bán, hoặc là bán luôn. Thì đây là những cái phần mà cá nhân mình cũng đang làm rất là chuyên sâu ở mảng này. Tuy nhiên khi mà chúng ta học được với những cái bài học tổng quan của Chris Nguyễn ấy, thì mình lại được cập nhật thêm một số cái kiến thức mới, và chắc chắn rằng mình sẽ ứng dụng nó trong cái công việc này. Thứ nhất là bản thân mình cũng cập nhật lại một số cái kiến thức về bất động sản cho thuê. Thứ hai là có rất nhiều cái ý tưởng mới, không chỉ rằng là bất động sản cho thuê trong nội đô hay thành phố, mà còn rất nhiều bất động sản cho thuê khác mà ngoài ô, và có rất nhiều cái idea khác mà có thể khai thác ngoài cái việc mà mình cho thuê phòng, ví dụ là khai thác về khoáng sản, hay là khai thác về đất, hay là khai thác về các loại tài nguyên khác trên đất. Thì đây cũng sẽ là một cái phần mà mình có thể bổ sung trong cái hạng mục về bất động sản cho thuê của mình, và đây chắc chắn là một cái phần mà rất khuyên mọi người cần cập nhật và học hỏi thêm. Cái hàm lượng kiến thức thực sự phải nói là cực kỳ nhiều, trong đó là ngoài cái việc là mình có một cái khung tổng quan về tất cả các vấn đề mà hay gặp trong bất động sản tại của Việt Nam ấy, thì còn có rất là nhiều cái vấn đề chi tiết nhỏ, ví dụ như là mua xây bán như nào, thuê cho thuê như thế nào, và đặc biệt là cái cộng đồng của các anh em tham gia cũng là những cộng đồng rất là chất lượng và mọi người đều có thể học hỏi được với nhau. Mình nghĩ rằng là mình sẽ cho trên cả mức cao nhất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mình đi tham gia những khóa học về bất động sản. Cá nhân mình cũng là một nhà đầu tư bất động sản, và mình cũng hiểu được rằng thì cũng không có nhiều cái diễn giả người ta có đầy đủ cả về cái tính vĩ mô hay là những cái nguyên lý mà vừa chi tiết và đi sâu trong thực tiễn. Nên đây là một cái khóa học mà thực sự mình rất là gợi ý cho mọi người để mọi người cùng tham gia. Mình nghĩ rằng kể cả trả lại gấp đôi tiền của mình và lấy lại toàn bộ kiến thức thì mình không đồng ý đâu. Xin cảm ơn chương trình vì đã tạo ra một cái khóa học được chất lượng như vậy.